Quý vị thân mến, sau khi Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cần lần lượt bị hạ sát theo những cách khác nhau, nhóm tướng lĩnh tham gia cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 lẫn người Mỹ đều tìm cách đổ vấy tội cho nhau. Từ trước đến nay, Hoa Kỳ không thừa nhận việc bật đèn xanh cho cuộc đảo chính lật đổ chế độ gia đình trị Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên, nhiều tài liệu đã giải mật cho thấy, Hoa Kỳ không chỉ chủ trương lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm để thay thế bằng một chính quyền dễ bảo hơn, mà còn trực tiếp chi tiền cho hoạt động đảo chính lật đổ và sát hại Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu. Hoa Kỳ đã chi tiền lật đổ Ngô Đình Diệm như thế nào? Cách đây 60 năm, ngày 1 tháng 11 năm 1963 tại Sài Gòn đã xảy ra cuộc đảo chính đẫm máu do một nhóm sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa tiến hành. Trong số này có nhiều gương mặt vốn là thân cận của triều đại Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu như Trung tướng Dương Văn Minh, Trung tướng Trần Văn Đôn, Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm, Thiếu tướng Mai Hữu Xuân, Thiếu tướng Tôn Thất Đính, Thiếu tướng Nguyễn Khánh, Đại tá Nguyễn Văn Thiệu, Đại tá Đỗ Mậu. Hai anh em Diệm Nhu đã bị hạ sát trong cuộc đảo chính đó, nhưng bản chất làm tay sai cho ngoại bang của chính quyền Sài Gòn không vì thế mà thay đổi, thậm chí còn được nâng lên nặng đô hơn. Và dĩ nhiên, sự sụp đổ của chính thể đó vào tháng 4 năm 1975 là một kết cục tất yếu. Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 trong một gia đình 9 người con, thân phụ là Ngô Đình Khả, từng phục vụ dưới triều vua Thành Thái. Nói chung, đây là một gia đình thuần công giáo và bản thân ông Diệm cũng từng có ý muốn sau này lớn lên sẽ trở thành linh mục. Diệm theo học trường Quốc học Huế và tốt nghiệp lúc 16 tuổi, sau đó ghi danh học trường luật và quản trị của Pháp ở Hà Nội. Tốt nghiệp xong, Diệm đi làm việc ngay cho chính phủ và tiến thân khá nhanh trên đường công danh. Lần lượt ông ta được bổ nhiệm vào nhiều chức vụ như quan hậu bổ, chi huyện tỉnh Thừa Thiên, chi phủ tỉnh Quảng Trị, quản đạo Ninh Thuận thuộc Phan Rang và tuần vũ Bình Thuận tỉnh Phan Thiết. Năm 1951, Diệm sang Mỹ trong khoảng thời gian 2 năm. Nhờ sự gửi gắm của người anh ruột là giám mục Ngô Đình Thục, Diệm được Đức Hồng E. Spellman tiếp nhận, nâng đỡ và tạo cơ hội giao tiếp với dư luận địa phương. Cuối cùng, Diệm được lọt vào mắt xanh của một vài chính khách Mỹ có uy tín thời đó. Tháng 5 năm 1953, Diệm qua Bỉ và sống trong một tu viện. Năm tiếp sau lại qua Pháp nằm chờ thời. Trong khi đó, quân Pháp lại đang bại trận nặng nề tại chiến trường Điện Biên Phủ tại Việt Nam. Qua năm 1954, khi có triệu chứng người Pháp gặp vô số thất bại trên chiến trường Đông Dương và phe Cộng sản đang có cơ hội giải phóng toàn cõi Việt Nam, Hoa Kỳ liền quyết định can thiệp để thay chân người Pháp. Lúc này, chính phủ Mỹ muốn tìm người ủng hộ họ và Ngoại trưởng Mỹ John Foster Dulles cũng từng biết đến ông Diệm. Với lòng trung trinh ái quốc, nhất là tư tưởng chống cộng triệt để, Diệm đã sớm lấy được cảm tình của tòa Bạch Ốc. Cuối tháng 6 năm 1954, Diệm về nước. Cùng với áp lực của chính phủ Mỹ phối hợp bởi sự can thiệp tích cực của Đức Hồng E. Spellman và phía sau là tòa thánh Vatican cùng sức ép của phong trào Cộng hòa Bình dân thân Vatican lúc ấy, chính phủ Pháp và quốc trưởng Bảo Đại buộc lòng phải cử Ngô Đình Diệm lên làm thủ tướng trên nửa phần đất phía Nam, bằng sắc lệnh 38 trên QT do vua Bảo Đại ký. Đến ngày 1 tháng 10 năm 1954, Tổng thống Mỹ Eisenhower đã viết cho ông Diệm một lá thư riêng với nội dung Mỹ cam kết ủng hộ kinh tế và quân sự cho một chính phủ mới của ông Diệm. Những nhân vật Mỹ chính yếu đứng sau lưng Diệm thời đó là Giám đốc Cơ quan Trung ương Tình báo Mỹ CIA Edward Landales và tướng Lawton Collins, đặc sứ của Tổng thống Eisenhower, đặc trách miền Nam Việt Nam. Vào ngày 23 tháng 10 năm 1955, sau cuộc tổ chức trưng cầu dân Ý dưới bàn tay đạo diễn khéo léo của người Mỹ, Ngô Đình Diệm đạt được 98,2% phiếu thắng cả vua Bảo Đại và sau đó trở thành vị tổng thống đầu tiên của miền Nam Việt Nam. Từ đây, người Mỹ nuôi dưỡng chính quyền Ngô Đình Diệm độc tài tại miền Nam. Tuy nhiên, sự thối nát của chính quyền gia đình chị họ Ngô chỉ qua 9 năm đã làm cạn kiệt lòng kiên nhẫn của Washington. Tháng 11 năm 1963, Mỹ phát động cuộc đảo chính quân sự đã được vạch kế hoạch và chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng, khiến Ngô Đình Diệm chết thảm ngay dưới bàn tay độc địa của chính chủ mình. Tuần trăng mật đã kết thúc. Ngày 2 tháng 1 năm 1963, quân đội Việt Nam Cộng Hòa thua đau trong trận ấp Bắc. Trận thua này khiến Mỹ không thể chấp nhận, bởi Mỹ cho rằng quân đội Việt Nam Cộng Hòa được trang bị vũ khí hiện đại cùng sự yểm trợ tối đa của thiết giáp, trực thăng lại đông hơn quân giải phóng gấp 4 lần.
thế mà vẫn bị đánh cho tơi tả. Sau trận thua thảm này, Tổng thống Mỹ lúc đó đã nghĩ tới việc rút quân Mỹ khỏi Việt Nam Cộng Hòa. Tin này khiến Ngô Đình Diệm cảm thấy sắp bị phản bội. Từ đây bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn căng thẳng giữa hai bên. Cả Diệm lẫn người Mỹ đều bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ từ trước đó. Hàng loạt biến cố xảy ra tại miền Nam Việt Nam tính từ tháng 4 năm 1963. Mỹ đã tính tới việc phải thay thế người đứng đầu Việt Nam Cộng Hòa. Một tình tiết rất đáng chú ý là vào ngày 29 tháng 8 năm 1963, vào thời điểm cao trào của sự mâu thuẫn giữa chính quyền Sài Gòn và Washington, Tổng thống Pháp lúc này là De Gaulle đã lên tiếng kêu gọi hai miền Nam Bắc tham dự một cuộc hội nghị hòa bình, thống nhất và trung lập. Ông Diệm không mặn mà lắm với lời kêu gọi này. Ông Nhu lại tiếp tục bắn tín hiệu cho người Mỹ. Nếu các ông ngưng ủng hộ chúng tôi thì chắc chắn sẽ có một chính phủ trung lập xuất hiện để gạt bỏ sự ảnh hưởng của các ông. Ông Nhu đã phạm sai lầm. Tín hiệu này của ông càng khiến người Mỹ quyết tâm lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Ngày 30 tháng 10 năm 1963, phụ tá ngoại trưởng Mỹ Huseman gửi một bức mật thư cho đại sứ Mỹ tại Sài Gòn với nội dung: chúng ta cần khuyến khích nhóm đảo chính chiến đấu đến cùng và phá tan dinh độc lập nếu cần để đạt được thắng lợi. Điều kiện cho gia đình họ Ngô là đầu hàng vô điều kiện. Vì nếu không, họ sẽ tìm cách gạt bỏ được lực lượng đảo chính lẫn sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nếu gia đình họ Ngô bị bắt sống, vợ chồng ông Nhu phải nhanh chóng bị tống xuất sang Pháp hay bất cứ nước nào muốn nhận họ. Riêng ông Diệm, tùy thuộc vào ý muốn của các tướng lĩnh tham gia đảo chính. Và điều gì đến cũng đã đến. Một cuộc đảo chính lật đổ nhà họ Ngô do CIA giật dây các tướng Việt Nam Cộng Hòa đã diễn ra như chúng ta đã biết. Ngày 1 tháng 11 năm 63, cuộc đảo chính bùng nổ. Một đơn vị mang phiên hiệu Chiến đoàn Vạn Kiếp được lực lượng đảo chính xem là mũi tấn công chủ lực. Lực lượng này được xua đến tận thành Cộng Hòa, nơi được gọi là phủ tổng thống của chính quyền Diệm, bao vây, gây áp lực. Thế nhưng, sau khi cuộc đảo chính thành công, Chiến đoàn Vạn Kiếp mất tăm hơi. Không ai biết Chiến đoàn Vạn Kiếp là đơn vị nào trong cái gọi là quân sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho đến lúc khép lại trang cuối vĩnh viễn vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Không có trang nào nhắc đến cái phiên hiệu Chiến đoàn Vạn Kiếp. Sau này một cựu binh của Việt Nam Cộng Hòa năm xưa, hiện cư ngụ ở Gò Công, Tiền Giang, từng là sĩ quan chỉ huy một tốp binh sĩ thuộc Chiến đoàn Vạn Kiếp. Ông đã khẳng định Chiến đoàn Vạn Kiếp là một đơn vị hỗn hợp được thành lập không văn tự để thực hiện nhiệm vụ đảo chính. Thời điểm đó, người cựu binh này là sĩ quan cơ hữu mang hàm chuẩn úy thuộc ban huấn luyện vũ khí tại Trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp. Là một đơn vị trực thuộc quân đoàn 3, nên trung tâm này còn có tên gọi là Trung tâm huấn luyện vùng 3 chiến thuật. Bản doanh của Trung tâm huấn luyện Vạn Kiếp đặt ở Bà Rịa do Trung tá Nguyễn Phúc Vĩnh Lộc, sau này là Trung tướng của Việt Nam Cộng Hòa làm chỉ huy trưởng. Trong một số tài liệu có ghi nhận, phía Mỹ đã không muốn sát hại Diệm. Thậm chí khi nghe tin Diệm Nhu bị bắn chết, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Kennedy còn tỏ ra xúc động và choáng váng. Còn đối với Ngô Đình Cẩn, em út nhà ông Diệm, có vài tài liệu cho thấy Bộ Ngoại giao Mỹ có chỉ thị cho lãnh sự Mỹ ở Huế rằng cần phải cho Ngô Đình Cẩn tị nạn nếu sinh mạng của ông ta bị nguy hiểm do bất cứ phía nào. Tiếp đến ngày 4 tháng 11, Bộ Ngoại giao tiếp tục gửi điện hỏa tốc cho đại sứ Mỹ ở Sài Gòn nhắc lại cần phải tránh việc hãm hại ông Ngô Đình Cẩn bằng mọi giá. Chúng ta phải tận dụng mọi phương tiện của chính chúng ta để đưa ông ấy rời khỏi miền Nam Việt Nam. Nếu cần thiết thì đưa luôn cả mẹ ông ấy đi. Ngày 5 tháng 11, tức là chỉ sau một ngày Bộ Ngoại giao Mỹ có công điện hỏa tốc gửi đại sứ Mỹ tại Sài Gòn, tướng Đỗ Cao Chí xuất hiện trước lãnh sự quán Mỹ ở Huế, nói ngắn gọn: các ông giao Ngô Đình Cẩn cho chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ không đảm bảo sự an toàn cho lãnh sự quán. Sau khi xin lệnh của Washington, phía lãnh sự quán Mỹ đã giao Ngô Đình Cẩn cho tướng Chí kèm theo lời đề nghị: các ông có quyền xét xử nhưng không được phép xử tử ông ấy. Tuy nhiên cuối cùng thì Ngô Đình Cẩn vẫn bị kết án tử hình và bị xử bắn vào ngày 10 tháng 5 năm 64. Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn đều bị sát hại bởi nhóm đảo chính. Bởi cả nhóm tướng lĩnh đảo chính lẫn người Mỹ đều sợ vào ngày mà gia đình họ Ngô có thể lật ngược thế cờ. Người Mỹ không muốn để lại hậu họa, bởi họ thừa sức biết Ngô Đình Diệm năm 63 đã không còn là Ngô Đình Diệm của những năm trước đó. Ông Diệm thời điểm năm 63 như một con hổ đã bị tước hết vuốt và cắt gọn nanh. Hoa Kỳ đã chi tiền lật đổ Ngô Đình Diệm như thế nào? Tài liệu giải mật cho thấy một số tiền khá lớn đã được người Mỹ chi cho các tướng lĩnh và đơn vị tham gia đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Phiếu do Thiếu tá Đặng Văn Hoa theo lệnh Trung tướng Trần Văn Đôn,
lập về số tiền 3 triệu chi cho các đơn vị đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Phiếu đệ trình ngày 14 tháng 8 năm 71 được đề cập trong cuốn Việt Nam Nhân Chứng của Trần Văn Đôn đã nói rất chi tiết về số bạc 3 triệu đồng mà ông Conien cho mượn để thu lao các đơn vị trong ngày cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 63. Chúng tôi điểm qua các gương mặt những tướng nhận được món tiền hậu hĩnh sau vụ đảo chính này như sau: Thiếu tướng Tham mưu trưởng Trần Thiện Khiêm, tướng Tôn Thất Đính, tư lệnh quân đoàn 3 đã nhận mỗi người 500.000 đô. Các ông: Đại tá Trần Ngọc Huyến, thị trưởng Đà Lạt, Thiếu tá Phan Hòa Hiệp, trưởng Thiết Giáp, Đại úy Đào Ngọc Diệp, câu lạc bộ Tổng Tham mưu đều nhận 100.000 đô. Ngoài ra, Tôn Thất Đính được nhận thêm 100.000 đô. Sư đoàn 5 do Nguyễn Văn Thiệu đại diện nhận 50.000 đô. Liên đoàn Thủy quân lục chiến của Lê Nguyên Khang được tặng 100.000 đô. Về danh tính người chi số tiền này thì theo tài liệu phía Mỹ là điệp viên CIA Lucien Conien. Trong cuốn Việt Nam 1954-1975, những sự thật chưa hề nhắc tới do Hoàng Lạc và Hà Mai Việt xuất bản năm 90, trang 247, có nói về vai trò của Lucien ngày hôm đó như sau. Lucien ngồi trên ghế bành lớn của đại tướng Tị, gác chân lên bàn, bên cạnh là khẩu Magnum 44, dưới chân bàn là hai túi xách tay trong đựng 6 triệu đồng bạc Việt Nam. Số tiền này được phát cho tướng Đôn 3 triệu, phần còn lại chia cho các tướng khác. Số phận anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu được quyết định bằng một câu tiếng Pháp mà Lucien nói với các tướng lĩnh phe đảo chính rằng: Người ta không thể làm món trứng rán mà không đập bể những quả trứng. Chiều ngày 2 tháng 11 năm 63, khi anh em Diệm Nhu đã về chầu trời, đại sứ Mỹ Cabot Lodge đã vui vẻ thốt lên bằng tiếng Pháp rằng: Thật là tuyệt diệu, tuyệt diệu. Như vậy là Hoa Kỳ đã dùng tiền hậu thuẫn và lập nên chính quyền Ngô Đình Diệm với nền Cộng hòa đệ nhất tại miền Nam Việt Nam. Nhưng cũng chính Hoa Kỳ với chủ trương thay ngựa giữa dòng và bằng tiền của mình đã chấm dứt sự tồn tại của chế độ Ngô Đình Diệm, mở đầu cho những bước phiêu lưu quân sự tại miền Nam Việt Nam những năm sau đó. Trong những giờ phút cuối cùng, Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu vẫn tin tưởng vào những viên tướng và đơn vị quân đội trung thành với mình như tướng Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính của quân đoàn 3, sư đoàn 5 bộ binh, sư đoàn tăng thiết giáp, vân vân. Tuy nhiên, đến lúc bị bắn chết, Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu vẫn không hề biết rằng những đơn vị và những viên tướng trung thành với gia đình họ Ngô cuối cùng đã nhận tiền của người Mỹ, chở cờ, đứng về phe quân đảo chính. Quý vị thân mến, lịch sử Việt Nam chính thức ghi nhận rằng ngày 2 tháng 11 năm 1963 là ngày mà Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm bị giết chết. Tuy nhiên, ai hay những ai đã gây ra cái chết của ông thì thực chất là một chuỗi các sự kiện tiếp nối nhau mà không phải người nào cũng biết. Thậm chí nó có chứa nhiều thông tin gây tranh cãi cho đến tận thời điểm hiện tại.